Hi, xin chào tất cả mọi người đã quay lại với kênh Tiki Food của mình. Kênh chia sẻ các món ăn ngon và niềm đam mê ẩm thực. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn và mọi người một cái món đó là cá rô phi hấp bia. Thì nó cũng tương tự như những món hấp khác, nhưng mà ở đây chúng ta sẽ đổi sang cái món hấp bia. Thì cái món cá của chúng ta nó có hương vị đặc biệt hơn các bạn ha. Để làm được cái món này thì mình đã chuẩn bị các nguyên liệu như sau. Và để làm cái món cá rô phi hấp bia các bạn, mình đã chuẩn bị các nguyên liệu rồi ha. Ở đây mình chuẩn bị một con cá rô phi khoảng 600g đến 500 đến 600g, và mình còn có hành lá thì mình cần gốc củ mình cắt như thế này các bạn, và ít xả cây và xả bông, miếng gừng, và mình có các cái gì thông dụng như tiêu nè, bột ngọt, cà no. Ở đây mình cần có tỏi băm ha, tỏi băm, và cần có ớt nữa ha, để mình làm cái sốt đó các bạn, mình ướp ha. Rồi trước tiên thì mình quan trọng nhất là mình có bia này để mình dùng, mình hấp bia lấy cái hơi bia cho nó ngon. Rồi trước tiên chúng ta sẽ dùng cái dao, chúng ta sẽ khứa cá này ra để chúng ta ướp nha, cho nó thấm gia vị các bạn. Rồi sẽ bỏ vào đây đi nha. Rồi trước tiên là chúng ta sẽ dùng một cái hỗn hợp gia vị để chúng ta ướp. Đó là chúng ta cho hết cái phần khoảng một muỗng canh dầu hào. Rồi chúng ta cho khoảng nửa muỗng cà no. Chúng ta cho ít tiêu. Ở đây thì chúng ta sẽ cho hết cái phần tỏi băm và ớt. Ớt này là ớt sừng không cay nha các bạn. Ớt sừng không cay. Chúng ta cho ít đường. Ở đây thì chúng ta sẽ cho một ít dầu ăn vô. Rồi bây giờ chúng ta sẽ khuấy đều cái này lên ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục là chúng ta sẽ ướp cái con cá này. Đó, chúng ta sẽ trét đều lên cá nha các bạn. Bên trong bên ngoài luôn ha. Đặc biệt là cái con cá rô phi này á, làm thì nó có phần đen ở trong bụng á, các bạn móc hết phần đen ra và móc hết cái bong bóng ra luôn nha. Ở ngay giữa xương sống nó có cái phần đen các bạn nạo luôn nha. Này thì những cái video clip trước mình làm cá rô phi này kho mướp rồi đó các bạn, mình có làm rồi, mình có hướng dẫn rồi nên mình không có nói lại. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cá chúng ta ướp rồi đó các bạn, thì mình để lên cái dĩa này luôn ha. Mà ở đây thì mình sẽ sắp xả lên, mình cho con cá này nó hỏng lên đó. Rồi mình để con cá này xuống, và ở đây thì tỏi mình sẽ bỏ vô cái bụng đó này. Rồi đây phần tiếp theo á, đặc biệt là có một cái thứ là gọi là chanh. Chanh này chúng ta chắc đều lên đây. Cái chanh này nó không làm cho chua đâu nha, nhưng mà nó sẽ làm cho cái gia vị chúng ta giữ được mùi thơm. Rồi tiếp theo là các bạn sẽ cho cái phần xả mình sắc á. Mình sắc dày dày như nè. Đó, rồi mình rắc lên ha. Thì ở đây thì có hai phần hành, mình sẽ bỏ một cái phần hành gốc đó các bạn, bỏ vô trước. Phần hành gốc này nó lâu chín hơn cho nên mình bỏ vô trước. Rồi là bây giờ chúng ta sẽ bỏ vô, chúng ta hấp nha, chúng ta hấp với bia, chúng ta bắt nước ra luôn. Rồi các bạn ơi, bây giờ mình còn một ít gừng nè các bạn ha, cái củ gừng này nè, mình sắc lát nha. Cá hấp là phải có gừng nha các bạn, chứ không nó tanh. Đó. Rồi, ở đây mình sẽ rắc gừng lên. Cái gừng này làm cho mình thơm thôi, không có gì hết. Rồi, bây giờ xong rồi các bạn. Rồi các bạn ơi, mình cũng đã hấp cái này 15-20 phút rồi ha. Bây giờ cá chúng ta cũng đã chín rồi các bạn thấy không? Bây giờ trước tiên thì chúng ta bỏ cái phần hành còn lại các bạn.
ha, bỏ cái màn hình lại. Rồi chúng ta bỏ vô xong chúng ta đậy nắp là khoảng 30 giây nữa. Rồi chúng ta sẽ đem ra trưng bày ha. Xong rồi các bạn. Rồi các bạn, chúng ta đã hoàn tất các công đoạn ha. Bây giờ chúng ta cũng đã trình bày ra thì cái món cá chúng ta nó hấp dẫn vậy đó. Thì món cá hấp bia thì nó là một cái hương vị chúng ta biến tấu từ các món cá hấp khác. Cá thì có làm rất là nhiều món, nhưng món cá hấp bia thì chắc có lẽ các bạn mới nghe. Thì ở đây thì mình cũng biến tấu từ cái món khác thôi. Thì trong cái cá hấp bia này nó có hương vị của bia nè, của sả nè, của gừng nè, của rau răm nè, rồi của hành lá nè ha. Rồi đặc biệt là chúng ta ướp cái nước sốt đó, cái gia vị á, dầu hào đổ các bạn. Cho nên rất là thơm, rất là ngon. Và ở đây thì mình lại ăn với lại muối ớt chanh nha các bạn ha. Rồi để mình đây cho các bạn coi cận cảnh nha. Cái cá này của mình á rất là hấp dẫn nè. Đó, thấy không? Đó, rất là tươi, rất là ngon. Thì ở đây á, phần cá của mình á, cái nước nó không có ra ha. Mình hấp cách thủy như vậy thì nó không ra. Rồi, các bạn lưu ý nha, một chai bia thì dùng cho con cá nhỏ thôi. Và chúng ta hấp khoảng 15-20 phút. Nếu mà cá chúng ta chưa chín thì chúng ta thôi chế thêm bia để cháy nồi nha. Nếu mà công xem cái video của mình không hướng dẫn thì nó cháy nồi. Rồi như vậy là mình đã chia sẻ và giới thiệu với các bạn một cái món ăn từ nguyên liệu đơn giản ở ngoài chợ ha. Thì chúng ta cũng có thể biến tấu cho một món nhậu cũng như là đãi khách hàng, đãi bạn bè chúng ta có món ngon. Thì mong các bạn hãy ủng hộ mình bằng cách like, share và đăng ký kênh để ủng hộ mình ra được nhiều video clip mới hơn. Xin chào các bạn, chúc các bạn thành công và ngon miệng nha.